Em nhé, chào mừng anh em đến với channel mình nick đạp 1 tỷ và tựa game mình chơi tựa game Ngọc Rồng Hoa Nai. Anh em nhớ like và đăng ký subscribe giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất rất nhiều. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ làm cái video mà hôm trước cái nick mình show là con ặc là đoàn không ngáo, và con ặc này phải gọi là VIP, phải gọi là nhất nhì của server 5 luôn anh em ạ. Quá là VIP luôn anh em ạ. Thì ăn dương gỗ mà anh em biết rằng dương gỗ có 12 có 40 giây mà ăn cái con dương 11 có 10 giây, anh em biết là kinh khủng tởm cỡ nào. Nên máy mình còn nát nhá, nếu mà máy ngon thì chắc nó còn ít giây hơn anh em ạ, kinh khủng tởm lắm, nói chung quá là khiếp luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ dùng cái con ạc này để mà đi đi BK với cả con Ngọc Bijata, cái con ạc hôm trước mà mình show cho anh em xem ấy. Thì để xem là hai cái con ạc này ấy, thì con ạc nào nó VIP hơn anh em ạ. Chắc chắn là con này sẽ VIP hơn rồi, nhưng mình thử xem là con đoàn không ngáo này ăn cái con Ngọc Bijata kia là trong vòng bao nhiêu giây anh em nhé, bao nhiêu giây có thể ăn được. Ok, thì mình sẽ thách đấu 100k vàng. Ok, mình đã thách đấu rồi đấy anh em ạ. Hiện tại là mình sẽ phải búp khỉ lên này, còn con này thì mình búp mà chim lên này đấy, búp khỉ lên và búp đồ lên đấy. Anh em xem con Ngọc Bijata hiện tại đang là 76 triệu máu, và mình thử đấm xem là trong vòng bao nhiêu giây nhá. 1 2 3 4. Ui rồi. Vãi. Không kịp ngáp luôn anh em ạ. Mình phải nói rằng một câu là không kịp ngáp luôn anh em ạ. Ăn Ngọc Bijata không kịp ngáp luôn. Kinh khủng tởm thật. Anh em bảo đấm một phát mấy triệu sức đánh thế thì ngáp làm sao kịp được. Ok, mình sẽ tắt cái AK đi để xem là khi mà mình dùng cái skin này thì 75 triệu máu kia có hết nhanh hay không. Thử xem là được bao nhiêu máu khi mà dùng đây, sức đánh đây, 1.654.472 sức đánh. Ok, mình sẽ thử xem là đối với cả cái sức đánh này mà dùng cái skin này thì sẽ như thế nào. Ok, đây mình sẽ bắt đầu tiến hành cho con Ngọc Bijata ra khu 14 ạ. Ok, đã ra khu 14 đây rồi. Và mình sẽ thách đấu. Quá VIP luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ thách đấu. Mình sẽ cho con Ngọc Bijata biến khỉ lên. Biến khỉ này cộng với cả huyết sáo này. Đấy, 76 triệu rồi anh em nhé. Đây là đang 76 triệu nhé. Mình sẽ dùng skin xem này. Ừ, không dùng được à? Mình sẽ thôi rồi, mình sẽ quả cầu kinh khi thử xem nào. À quên, mình sẽ laser thử xem nào. Laser được có mấy triệu thôi anh em ạ, không không bằng đấm anh em ạ. Đây mình thử Kame phát xem nào. Kame phát là 4 triệu 3. 4 triệu 3 cộng với cả con chim nó bắn là 2 triệu 9. 4 triệu, 2 triệu 9 là thành 8 triệu anh em ạ, khoảng 8 triệu anh em ạ. 8 triệu. Ui rồi, cũng cũng trâu phết anh em ạ. Con Ngọc Bijata nếu mà rank là cũng trâu phết anh em ạ. Ok, mình sẽ thử thách đấu lại xem nào. Khi mà mình một cú đấm của mình xem là có vỡ được kia không anh em nhé. Ok. Mình xem là có vỡ khiên không anh em nhé. Một cú đấm này vỡ khiên không, vỡ khiên này ạ, không vỡ khiên, đấm không vỡ khiên được anh em ạ, đấm không vỡ khiên được, đấm không, đấm thì không vỡ khiên được anh em ạ. Mặc dù là 1.600.000 sức đánh nhưng mà đấm không vỡ khiên được một con ạc mà khoảng ba mươi mấy triệu HP, 38 triệu HP thì không, hoàn toàn không vỡ khiên được anh em ạ. Ok, mình sẽ thử cho ra lại. Ok, đối thủ thoát rồi, mình sẽ thử cho ra lại xem đấm trong vòng bao nhiêu giây là một con ạ 75 triệu HP ngủ anh em ạ. Mình sẽ cho anh em xem đấm khoảng bao nhiêu giây, rất là VIP luôn anh em ạ. Đấy, thì nên là những cái con ạc này đi Ngọc Rồng đen thì anh em biết rằng nó VIP cỡ nào. Đây mình sẽ cho anh em xem đây, đây đệ đây. Nếu mà đây là set 6 sao hoặc set 7 sao thì anh em nghĩ là nó phải 2 triệu. Đây, mình sẽ show lại cho anh em 9 sao. 9 sao tiếp này. 9 sao tiếp này.
9 sao tiếp này và 9 sao tiếp này. Nếu mà đây mà con đệ mà xét 6 sao hoặc là 7 sao thì con ạc này có khi phải 2 triệu sức đẩy anh em ạ. Một con số quá kinh khủng. Sợ còn hơn cả nậu anh em ạ, hơn cả nậu luôn, VIP hơn cả nậu luôn anh em ạ. Nậu chưa chắc đã nhiều sức đánh như thế. Quá kinh khủng anh em ạ. Ok, mình sẽ thách đấu. Mình sẽ thách đấu rồi thử bắn thử đánh thử xem là khoảng bao nhiêu sức đánh anh em ạ. Được bao nhiêu sức. Ok. Đây mình sẽ cho con ngọc Bijata ra đây. Khỉ lên. Khỉ là 38 triệu anh em ạ. Ok. 76 triệu rồi anh em nhé. Thử xem đấm một cái xem nào. Ui 10 triệu một phát anh em ạ. Có chí mạng là 10 triệu. 10 triệu phát. Đây anh em xem mà chí mạng 86% thì gần như là chí mạng liên tục rồi còn gì nữa. 10 triệu phát anh em ạ. Kinh khủng không? 10 triệu phát. Ui. Thêm nếu mà con ạc này thêm ngọc rồng đen nữa thì gọi là bá sở đạo luôn anh em ạ. 10 triệu phát. Khiếp thật. Khiếp thật anh em ạ. Khiếp thật anh em ạ. Quá khiếp luôn. Kinh khủng khiếp. Bắn phát là 4 triệu. Bắn là 4 triệu anh em ạ. Còn đấm liên hoàn là 10 triệu. Quá nhanh luôn anh em ạ. Quá nhanh nhẹ luôn. Thực sự. Thôi mình giết con này. Thực sự là với một con ạc. Đúng là núi cao thì có núi cao hơn. Đối với một con ạc 75 triệu HP là đã gọi là quá kinh khủng tởm rồi anh em ạ. Quá VIP rồi. Thế mà con ạc 1 triệu, con ạc 5 mech này 1 triệu 654.000 sức đánh. Ránh trong vòng chưa đầy 5 giây là ngủ anh em. Chưa đầy 5 giây là ngủ luôn. Đã đấm một phát 10 triệu. Con chim bắn là 4 triệu. Cộng nói chung một phát đấm là 15 triệu. Tí là ngủ luôn anh em ạ. Nói chung con ạc này quá VIP. Mình công nhận là bạn ấy là một quá là một dân chơi luôn anh em ạ. Bạn ấy dân chơi hơn mình nhiều chứ. Bạn ấy hơn mình nhiều chứ. Mình không bằng một góc nhỏ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình kiếm tiền, mình phải ăn dè tiện ăn uống tiết kiệm, nghĩ cách đầu tư, nghĩ cách kinh doanh để cho tài sản nó nhân lên. Còn bạn này bạn ấy thừa tiền rồi còn gì nữa, bây giờ bạn ấy có tiền rồi và bạn ấy biết được cách kiếm tiền rồi và tiền bạn ấy nhân lên rồi, bạn ấy chỉ việc là ăn chơi nhảy múa thôi. Đấy không phải là lười, đấy không phải là gì đó, đấy là đẳng cấp anh em ạ. Người ta kiếm còn nhiều tiền hơn những người bình thường đi làm đi cày đi kia các thứ, vì người ta kiếm tiền bằng đầu, người ta thông minh, người ta giỏi, cái đó phải chấp nhận. Ok, thì video này mình đến đây thôi, chủ yếu để khoe là với cả anh em là cái con ạc này nó gọi là quá là VIP luôn và rất là pro anh em ạ. Đây anh em xem, hy vọng rằng anh em sẽ ủng hộ video mình thật là nhiều. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.